Mà xin kính chào các bác nha, đã đến với video của em, kênh hàng Nhật Bản. Hôm nay em giới thiệu đến các bác là một mẫu nồi cơm của hãng Hitachi, mẫu 1 lít, có công nghệ cao tầng IH áp suất, mẫu sản xuất 2018. Thì đầu năm mới thì em xem mẫu nồi này giá thì rất là hợp lý cho các bác mình luôn. Nếu mình đang có nhu cầu thì hãy sẽ coi hết video này, mình chốt cái nồi này về mình xài nha, nấu cơm rất là ngon. Công nghệ là tái tạo hơi nước, cơm rất là ngon luôn các bác. Thì em sẽ quay một lần ngoại thất các bác xem. Em sẽ đi vào phần nội thất, không cắm điện báo giá luôn, xài thì điện 100 110 cho em, mình không xài được điện 120 và 220. Lưu ý với em là như thế. Thì nồi này như em giới thiệu là 2018, đây 2018. Điện thì là 100V, các bác xài 110 vẫn được, công suất 1400 thì mình xài ống áp 2000W cho em nha. Hiện tại em đang bán đơn nguồn điện 2000W với giá là 550.000 đồng. Đơn nguồn điện 3000W em bán giá là 300.000 đồng. Thì bác nào mình đang có nhu cầu kênh bóc liên hệ với em số điện thoại trong màn hình giúp em nha. Đó, một dòng các bác xem nè, đó cũng rất là ok nha, không bể vỡ gì đâu, cày chùa thì này kia chút đỉnh phải có nha. Vào phần nội thất cho em thì công nghệ mà tái tạo hơi nước ở đây là như nó sẽ phun sương ở đây nè, nó sẽ tích tụ lại cái hạt sương, hạt nước đọng đây đây các bác, đó đọng ở đây nè, sau đó nó sẽ là phun sương ra xuống lỗ này đó, rất là ok. Là cái cơ chế là tim cúc của nó là như thế. Vào bên trong cho em áp suất bi, phần này cái nắp dung là rất là dày và nặng là tốt luôn, áp suất bi cũng bóng đẹp luôn nha các bác, cho mùi ngon lành luôn hết. Thì mỗi một lít nấu cho 5 người ăn, mỗi lần nấu được 3 bát gạo. Thì bác nào mình đang có nhu cầu sử dụng một cái nồi cơm Nhật ngon bền đẹp thì mua ngay nồi Hitachi cho em, bao chất lượng xịn sò, lòng thì đẹp keng luôn, không có gì bàn tán hết luôn các bác, cái này em nói thiệt đó. Thì mình mua hàng thì cứ inbox liên hệ qua số điện thoại cho màn hình giúp em là 0919407501. Thì em ship hàng toàn quốc, bảo hành cho các bác là 3 tháng sử dụng. Thì mẫu này em bán cho các bác là chưa đánh giá 1 triệu đồng các bác, thường thì nó sẽ là tầm 1 triệu 2, 1 triệu 4, có thời điểm nó sẽ là 1 triệu rưỡi luôn các bác. Nhưng mà trong video này thì nhân dịp đầu năm mới thì em bán cái giá rất là bao bao tốt chứ, đó, bao tốt nhất từ từ trước đến nay luôn đó, trong ngoài đẹp, phần từ rất là đẹp các bác. Rồi bây giờ em cắm điện vào nha, giới thiệu các bác những cái chức năng nấu cơ bản. Thì như em đây em đang có là dán nút cho các bác nè, nút nấu, nút tắt, nút chọn gạo, nút menu là chọn chức năng là độ nấu và nút hẹn giờ. Thì bây giờ sẽ cắm điện vào cho các bác xem để mình có thể là biết chi tiết để mình sử dụng. Nhưng mà các bác muốn em sẽ có video cho các bác gọi là chi tiết nữa dành riêng cho các bác để các bác sử dụng, mình coi theo để mình xài nha. Các bác thì em đã cắm điện vào rồi, thì mua thì bấm nút này nấu cơm cho em thôi, có chức năng nấu 90 phút nữa nè, cơm rất là ngon luôn. Em đảm bảo các bác nếu mà mua nồi này gì các bác nấu nó không ngon em xin hoàn tiền lại cho các bác nha. Để tắt lên nút này cho em đó, lúc là chọn gạo thì hiện tại là nó mức đầu tiên là gạo trắng, các bác bấm một cái là nó gạo, đây là gạo trắng không do nè, đây là gạo cái này hả, cái này là gạo lứt không do, cái này là gạo lứt, còn này là gạo gì của Nhật đó mình không xài nha, mình xài cái gạo trắng hoặc cái gạo lứt ở đây thôi. Mình trở về cái đầu tiên cho em gạo trắng. Thì chức năng 90 phút là chức năng nấu cơm mềm dẻo nè, chức năng này nấu ngon như nồi Yoyoshi mà cái nồi mà ba mấy triệu luôn các bác, ngon như vậy luôn nha. Đó thì các bác thông tin cứ về nấu thì Hitachi, Yoyoshi, Mitsubishi, Panasonic cùng chung một cái hệ thống là nấu cơm mềm dẻo. Thì mình bác nào lớn tuổi thích cơm mềm dẻo thì mua ngay cái nồi của hãng Hitachi này, có công nghệ cao rằng IH áp suất mà giá thì nó quá mềm quá tốt với các bác luôn. Đó thì như em giới thiệu nút này là nấu cơm, đó nút này là tắt, rồi mình muốn nấu sôi nấu cháo thì mình bấm vào đây cho em. Thì hiện tại là cái này là em chỉnh cho các bác là nấu ngon nhất có thể là 90 phút, tiếp theo là nấu nhanh, nấu nhanh 27 phút. Thì thường nấu nhanh này người ta nấu một lon gạo thôi các bác, một bát gạo, nấu này nấu sôi nấu cháo nấu gạo tổng hợp nấu hạt kê đầy đủ hết. Thì em nói cái này thì nó sẽ mất thời gian, em sẽ tóm tắt lại sẽ có video chi tiết cho các bác mình muốn nấu cái gì để mình nấu sâu cháo gạo lứt đầy đủ. Chức năng nấu thông thường là 50 phút đó, chức năng nấu tiếp theo 33 phút là nấu tiết kiệm điện, chức năng nấu 90 phút là chức năng lâu nhất là ngon nhất. Thì chức năng nấu này ngon như nồi Yori luôn, Yori ba mấy triệu luôn các bác đó. Thì nó có sẽ là cơ chế hoạt động như sau, thì nút nấu là nút tắt nè, là hai cái nút cơ bản. Ở nút chọn gạo thì như em giới thiệu và em vừa hướng dẫn giờ cái nút menu này và tới nút hẹn giờ đây, trung sáng không chiều, nhắn ở đây giữ cho em đó, nó chớp vậy là nút chỉnh nè, chỉnh đúng cái gia đời cái giờ mà gia đình mình ăn cơm đó các bác, mình nhắn đi nó chạy nè, tự do nó chạy nè, rồi đúng cái thời gian mình ăn cơm mình bung ra
hoặc là sơ trịch thì mình chỉnh lại cho em. 7 giờ bấm nút nấu, tôi sẽ đúng 7 giờ này có cơm gia đình mình ăn, thì khi hẹn giờ này nó sáng ở đây đó, và khi nấu thì nó sẽ sáng ở đây, khi chín nó sẽ về lúc này các bác, thì tắt cho em đó. Nó cũng đơn giản thôi chứ nó cũng không phức tạp thì đâu các bác ơi. Các bác xài thì em sẽ có video hướng dẫn gọi là chi tiết thêm nha. Đó, hâm cơm là mình bấm tới cái chữ này, cái chữ cuối cùng rồi nè, bấm nút nấu thì nó sáng đây, nó hâm cơm dễ dễ dàng sử dụng thôi. Rồi bây giờ cái phần chính nè, cái phần mà các bác quan tâm chờ đợi nè, thì mẫu nồi này em bán giá nhiêu, thì như cái đầu video em chia sẻ thì em có nói là 1,2 triệu, 1,4 triệu, 1,5 triệu, tùy theo nữa các bác, 1,8 triệu rồi cũng có. Thì cái video này đối với cái mặt hàng như thế này thì thường thì em sẽ bán 1,2 triệu các bác, nhưng mà cái video đầu năm thì em bán cho các bác là giá nồi 1 lít sản xuất 2018 có cao tầng, có áp suất này. Nồi cao tầng là có chữ IH nha các bác, nếu mà người ta nói các bác là nồi mà cao tầng không có chữ IH là người ta nói dốc các bác nha, lưu ý giúp em như thế. Em hướng dẫn các bác để mua nồi thì nồi 1 lít nấu cho 5 người ăn, mỗi lần nấu được 3 bát gạo, em đang bán với giá bao nhiêu? Duy nhất đúng một giá 860.000 đó, lấy cái số may mắn luôn, cái số cho các bác luôn, 860.000 cộng 200 các bác trả tiền ship, chuyển đủ 860.000 em bao ship bảo hành 3 tháng, nhận hàng được kiểm tra chứng mà bưu cục, xài điện 100 và 110, không xài đường điện 120 và 220. Thì kết thúc video, chúc các bác cùng gia đình xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài, tiền vô như nước. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.